Vâng, thưa bạn, đây chính là chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak, và hiện tại thì tôi chuẩn bị bàn giao chiếc xe này. Cái bản này là bản cao cấp nhất 2.0 lít bản 2 cầu, có giá niêm yết là 918 triệu và chúng tôi đang giảm giá lên đến 63 triệu đồng. Vâng, giảm giá 63 triệu đồng, giá bán cụ thể là 855 triệu duy nhất tại Ford Thanh Xuân. Các bạn quan tâm đến chiếc Ford Ranger Wildtrak này có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 157666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả của chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak này. Chuẩn bị bàn giao chiếc xe này. Ranger Wildtrak thì bản 2 cầu được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh, đèn pha HID projector, có cảm biến trước, có chìa khóa thông minh smart key, nút khởi động start stop, ghế da 6 túi khí, màn hình cam lùi, ga tự động, phanh khoảng cách và rất là nhiều tính năng thông minh. Để mà so sánh giữa bản 1 cầu và 2 cầu thì bản 2 cầu sẽ có cái chữ hộc gió biturbo này. Và phần đuôi xe có chữ 4x4 ở phần đuôi xe đây. Ngoài ra thì sẽ không có một cái điểm gì để các bạn phân biệt. Cũng bật mí cho các bạn xem về một số cái mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị các bạn. Hiện tại thì Ranger Wildtrak có tất cả 5 màu, màu này màu trắng. Ngoài ra còn màu đỏ cam, màu bạc, màu đen và màu xám. Nắp bình dầu này sẽ mình khi khóa cửa xe sẽ tự động khóa nắp bình dầu này. Đây là tay nắm cửa có cảm ứng. Bỏ vào đây sẽ là mở và chạm đây sẽ là khóa. Sinh nhan thích hợp. Và đây là bậc lên xuống. Cụm la răng. Hợp kim nhìn rất là đẹp. Chúng tôi chuẩn bị bàn giao chiếc xe. Bản 1 cầu thì có giá niêm yết là 853 triệu và chúng tôi giảm giá đến 53 triệu. Giá bán cụ thể là 800. Nếu mà các bạn có thành ý mua thì có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 157666. Thì chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn một chút về tiền mặt và phụ kiện nữa. Các bạn không ngần ngại có thể liên hệ hoặc là để lại số điện thoại ở dưới video của clip để chúng tôi có thể gửi đến quý vị các bạn về cái chính sách bán hàng cũng như là giá cả mới nhất. Vâng, Vua Xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.